Dạ các bạn, hiện tại mình đang quay là cái kính lưng của con Apple G15 nhé các bạn. Kính lưng này hiện tại mình có 3 màu, màu trắng, màu đen với màu đỏ. Thì trong quá trình mình xài nắm lưng nó chày quá hoặc là đi bể mà các bạn muốn thay thì mình có sẵn hàng. Thời gian thay con này tầm khoảng 30 phút đến 40 phút là xong các bạn. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện tới thay, mình vẫn có bán đem về. Các bạn cứ liên hệ số điện thoại đó, mình sẽ gửi hàng cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.